Hạn hán đã làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau khô cạn nước, sạt lở sụt lún đất xảy ra ở nhiều nơi làm thiệt hại tài sản của người dân. Trước tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh. Ngày 15 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau vừa ban bố khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh. Theo thống kê, từ đầu mùa khô đến nay, huyện Trần Văn Thời đã xảy ra hơn 600 điểm sạt lở, sụp lúng đất với tổng chiều dài hơn 15,8 km, ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Sạt lở sụp lúng đất đã làm cho một số đoạn xe ô tô và xe máy không lưu thông được, gây khó khăn trong giao thương hàng hóa và đi lại của người dân. Hàng ngàn hộ dân trong tỉnh bị thiếu nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều kênh rạch khô cạn đã làm thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng. Ngoài ban bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2, tỉnh Cà Mau còn đề nghị các ngành chức năng và địa phương áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.